Hòn đảo Sicily xinh đẹp tọa lạc tại miền nam nước Ý. Nơi đây có những bãi cát trắng dài tuyệt đẹp, nước biển trong xanh và khí hậu ấm áp hơn nhiều so với nhiều nơi khác ở châu Âu. Thế nhưng Sicily không chỉ có thế. Đó là hàng loạt các công trình kiến trúc có từ thời Hy Lạp cổ đại rồi đến La Mã và cả sau này. Thêm vào đó, hòn đảo của Ý này còn có một nền văn hóa phong phú, độc đáo và đặc biệt là về mỹ thuật, âm nhạc, văn học, ẩm thực, kiến trúc khiến các tín đồ du lịch mê mẩn. Thế nhưng từ các góc phố lẩn khuất sâu bên trong hòn đảo đã dần hình thành một thế giới ngầm. Nơi đây đã khai sinh ra một hình thái tổ chức đặc biệt mà sau này người ta gọi với cái tên là Mafia. Đảo Sicily xinh đẹp lại chính là nơi khai sinh ra Mafia của nước Ý. Thứ mà sau này khiến cho cả thế giới phải khiếp sợ. Sự hình thành và phát triển của những tên tội phạm có tổ chức này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video sau đây. Ta sẽ đưa ra cho hắn một lời đề nghị mà hắn không thể chối từ. Người đàn ông vĩ đại không được sinh ra đã vĩ đại mà anh ta trưởng thành một cách vĩ đại. Không bao giờ được ghét kẻ thù, nó sẽ ảnh hưởng đến những phán đoán của bạn. Đó là ba trong số những câu nói nổi tiếng nhất trong bộ phim điện ảnh kinh điển Bố Già. Đây là một tượng đài về dòng phim tội phạm, nơi không chỉ có những màn đấu trí căng thẳng, những pha thanh toán đẫm máu mà còn ẩn chứa nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc. Điện ảnh thì có phần phóng đại và kịch hóa, tuy nhiên thực tế thì ngoài đời thế giới mafia cũng khốc liệt và bạo lực không hề thua kém trong phim, nếu không muốn nói là hơn. Nó căng thẳng ngay từ khi thế giới tội phạm bắt đầu nhen nhóm xuất hiện ở Sicily vào giữa thế kỷ thứ 19. Từ xa xưa, người dân ở đảo Sicily sống bằng nghề nông nghiệp, họ hiền lành, chất phác, chăm chỉ, thế nhưng luôn trong trạng thái không đủ ăn khi bị áp bức bóc lột bởi các địa chủ. Nhằm chống lại, những nông dân đã lén tập hợp thành những nhóm nhỏ nhằm có những hành động chống lại. Họ được mệnh danh như là Robin Hood, đi cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Lâu dần thì sự tổ chức của các nhóm này trở nên chuyên nghiệp hơn và họ mở rộng là làm ăn bằng cách bảo kê và đâm thuê chém mướn. Việc kiếm ăn của mafia rất đơn giản. Họ sẽ vác dao và súng đến nói chuyện với bạn. Nào anh bạn, bây giờ xì tiền ra hoặc là tôi xin vài ngón tay của anh nhé. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng mafia một tay che trời. Trên họ còn có chính quyền và dù gì nếu đọ về sức mạnh thì không địch lại được. Những tên mafia thế hệ đầu tiên đã rất cáo giả khi tự nguyện cống nạp một phần tiền bảo kê cho các quan chức, cảnh sát để được yên ổn làm ăn. Đó là cách mà thế giới ngầm dần vươn vòi bạch tuộc vào trong giai cấp lãnh đạo để thao túng xã hội. Tuy là các tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật, thế nhưng mafia cũng có những luật riêng của mình buộc các thành viên phải tuân thủ. Thực tế, tên gọi mafia chỉ là sản phẩm của văn học, điện ảnh khi làm về chủ đề này, còn thực chất thì các tay tội phạm không được gọi như vậy. Mafia Ý gọi nhau bằng cái tên chung là Cosa Nostra, dịch ra là chuyện của chúng ta. Biệt danh này ám chỉ những người trong thế giới ngầm không chỉ sống cho bản thân mà còn phải là một tập thể, tình anh em, sẵn sàng hy sinh vì nhau và hy sinh vì tổ chức. Thậm chí các tay mafia cũng chẳng thích một cái tên cụ thể. Đối với một người, nếu đã vinh hạnh được đứng trong tổ chức này thì không cần đặt tên cho nó. Vào năm 2007, khi mà cảnh sát Sicily bắt tên chủ mafia là Salvatore Lo Piccolo thì đã phát hiện ra trong xào huyệt của hắn có tới 10 điều răn. Trong đó một số điều nổi bật như là không bao giờ được nhòm ngó tới vợ của bạn bè, không được để bị nhìn thấy đi cùng với cảnh sát, luôn sẵn sàng với Cosa Nostra, đó là một nhiệm vụ thậm chí khi cả vợ sắp đẻ, phải dành sự tôn trọng với các bà vợ, không được chiếm đoạt tiền của người khác hay của gia đình khác. Trong đó một quy luật bất thành văn nhưng được cho là tối cao nhất có tên là Omerta. Với điều luật này, cấm tất cả mọi người đàn ông bình thường, phụ nữ, trẻ em hợp tác với bất cứ một cảnh sát hay quan chức chính quyền nào, bởi mọi thứ liên quan mafia đều phải là bí mật. Nếu vi phạm, hình phạt chỉ có một, đó chính là cái chết. Quay lại lịch sử vào đầu thế kỷ 20, hòn đảo Sicily dần trở nên quá nhỏ bé so với tham vọng của các ông chủ mafia. Nước Ý thời điểm ấy còn khá hỗn loạn bởi nó chịu tổn thất nặng nề sau chiến tranh thế giới nhất. Chính quyền và thể chế thay đổi liên tục khiến việc làm ăn khá khó khăn. Lúc này, những tay trùm hướng con mắt sang một vùng đất mới mẻ và đầy hứa hẹn bên kia của bờ đại Tây Dương, đó chính là Hoa Kỳ. Từng là một thuộc địa của Anh Quốc, thế nhưng giờ đây Mỹ đã tận dụng được đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú và địa thế chiến lược giáp hai đại dương của mình để mà vươn lên cạnh tranh với những siêu cường hàng đầu thế giới, lúc đó là Anh hay là Pháp. Quan trọng hơn, xã hội của Mỹ được cho là cởi mở, luật pháp thông thoáng nhiều hơn châu Âu nên có những kẽ hở cho tội phạm hoạt động.
Theo dòng lịch sử, những người Ý đầu tiên di cư đến nước Mỹ ngay từ đầu của những năm 1880. Họ hầu hết chỉ nhằm mục tiêu sinh sống một cách lương thiện, tìm kiếm những cơ hội mới tiềm năng hơn so với ở quê hương của mình. Vài thập kỷ sau đó, ngày càng nhiều công dân Ý đi tàu vượt Đại Tây Dương, cộng thêm những thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Mỹ đã tạo nên cộng đồng gốc Ý lên tới hàng trăm nghìn người vào những năm 1920. Và các tay mafia Sicily đã nhanh chóng tìm được mánh lưới làm ăn của mình, đó chính là cướp bóc chính đồng bào. Thời điểm ấy, khu vực nhiều người gốc Ý sinh sống nhất chính là các thành phố như là New York, New Auckland và Chicago. Đây cũng là khu vực mà các mafia hoạt động mạnh nhất. Chúng đàn áp dân chúng, thu những khoản tiền bảo kê không phải là hàng tháng mà lúc nào thích thì cứ đến dí dao vào cổ và moi tiền ra thôi. Ngoài ra, mafia còn kinh doanh vũ trường, quán ăn, đâm thuê chém mướn và thậm chí là đi buôn cả bột làm bánh nữa. Lẽ dĩ nhiên là tội phạm có tổ chức nên mafia dần tập hợp lực lượng lại thành các băng nhóm và thường xuyên tranh giành sức ảnh hưởng tại các khu vực. Kết cục của các lần tranh giành này thường là các giao tranh đẫm máu khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường. Mafia sau đó đã phát triển thành 26 tổ chức, gia đình ở tất cả các thành phố trên toàn bộ lãnh thổ của nước Mỹ, với trung tâm là New York. Đó là gia đình Bonanno, gia đình Colombo, gia đình Gambino, gia đình Genovese và gia đình Lucchesi. Vì luật im lặng luôn được tuân thủ tuyệt đối nên là rất ít thông tin về các gia đình này được truyền ra ngoài. Chỉ biết rằng họ thường xuyên tổ chức các cuộc họp kín giữa các ông trùm để đàm phán, giải quyết mâu thuẫn, hợp tác. Trong đó khét tiếng nhất phải kể đến gia đình Lucchesi. Nó được thành lập bởi Tommy Lucchesi, một gã đầu trộm đuổi cướp xuất thân từ gốc đảo Sicily. Ở thời đỉnh cao, Tommy nắm trong tay các khu vực giàu có bậc nhất của New York như là Brooklyn, Bronx và Manhattan. Giai đoạn phát triển cực thịnh nhất là vào những năm 1960. Gia đình Lucchesi đã kiểm soát cả ngành công nghiệp sản xuất quần áo, phân phối thực phẩm, hàng không, xây dựng và báo chí. Gia đình Lucchesi vận hành các công ty vận tải và dệt may, đồng thời sở hữu một số tòa nhà ở khu vực trung tâm của New York. Lẽ dĩ nhiên, chiếc vòi bạch tuộc của mafia không thể không len lỏi tới các quan chức chính quyền. Chúng tìm mọi cách hối lộ, đi đêm, kết thân với các chính trị gia, cơ quan cảnh sát để chia chác kiếm ăn. Cũng có những người trong chính quyền phạt giặc, chống đối hành vi hối lộ, tham nhũng này. Thế nhưng mà kết cục của họ khá là bi thảm. Đã có những trường hợp cảnh sát bị mafia bí mật sai người ám sát vì đã công khai chống lại chúng. Sự lộng hành, coi thường pháp luật của mafia đã khiến dư luận và người dân của Mỹ vô cùng bất bình. Ngay từ khi nổi lên vào đầu thế kỷ 20, chính quyền của Mỹ đã tiến hành các phương án truy quét, chặt vòi bạch tuộc của mafia. Thế nhưng càng về sau, chúng lại càng hoạt động khéo léo, né tránh được các đòn của chính quyền. Thậm chí có những trường hợp, những tên mafia sau khi gây án đã bị bắt vào tù thì sau đó lại được phóng thích mà không phải chịu các tội danh gì do các ông trùm tác động lên chính quyền. Thậm chí nhiều quan chức cấp cao là do mafia dựng lên, giật dây, phục vụ lợi ích của chúng. Sau nhiều thập kỷ để mafia ung dung ngoài vòng pháp luật, Quốc hội của Mỹ đã quyết tâm quét sạch chúng. Vào những năm 1970, họ thông qua đạo luật mang tên là RICO. Về cơ bản, đạo luật này hoạt động như sau. Nếu một tên lính của mafia phạm tội thì kẻ cầm đầu cũng sẽ phải bị liên đới. Trước đây, thông thường những tay tội phạm nhãi nhép sẽ nhận lệnh của ông trùm đi thực hiện các công việc như là gây án, buôn bán hàng cấm, bảo kê. Khi mà chúng bị bắt thì đạo luật im lặng Omerta sẽ được kích hoạt, danh tính các ông trùm được giữ kín. Thế nhưng khi có đạo luật RICO, ngay cả kẻ chủ mưu cấp cao cũng sẽ bị xử tội nếu cấp dưới làm bậy. Nhờ vậy mà trong suốt những thập kỷ 80 cho đến nay, hoạt động của các ông trùm xã hội đen đã bị đưa ra vành móng ngựa kết tội, góp phần đưa các bố già mafia ra ánh sáng, đó là những tên bị bắt sau này đã phá vỡ luật Omerta. Chúng tình nguyện khai ra các kẻ chủ mưu, đổi lại sự bảo vệ của chính quyền với mình và thân nhân. Vào tháng 5 năm 2017, chính quyền liên bang bắt giữ 19 thành viên của gia đình tội phạm Lucchesi, trong đó có hai thủ lĩnh cấp cao với tội danh gây án và lừa đảo. Nước Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm bao gồm đặc vụ FBI, nhân viên cơ quan chống ma túy DEA và cảnh sát địa phương tham gia chiến dịch bố giáp lớn 7 băng đảng mafia của Mỹ, tóm được toàn bộ lãnh đạo của băng đảng Colombo, trong đó có ông trùm Andrew Russo. Ngoài ra, thì Joseph Cozzoro, cố vấn cấp cao của băng đảng Gambino, và Bartolomeo Vanessi, một trong những trọng tài nội bộ chuyên xử lý các vụ xung đột lợi ích bên trong của Cosa Nostra, cũng xa lưới trong đợt này. Tuy nhiên, hình ảnh con bạch tuộc rất phù hợp với mafia, đó là dù cái đầu có bị đập nát thì các xúc tu vẫn còn cựa quậy được. Trong tổ chức mafia luôn có những người thay thế các ông trùm bất cứ lúc nào. Một bố già bị xa lưới đồng nghĩa với việc là một kẻ khác có cơ hội tiến thân, vươn lên nắm quyền toàn bộ băng nhóm. Nói cho công bằng thì những vụ bắt bớ ồ ạt cũng có tác động đối với các băng đảng tội phạm. Một số hoạt động truyền thống trên đường phố như là tống tiền hay cho vay nặng lãi có dấu hiệu giảm sút sau các đợt bắt bớ. Quy mô của các tổ chức tội phạm kiểu mafia ngày càng giảm, không còn sức lộng hành như cách đây mấy mươi năm nữa.
chất lượng các ông trùm ở New York giờ đây cũng không cao, không có bản lĩnh như là các ông trùm ngày xưa. Tuy nhiên, chúng rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Các băng đảng thu mình lại hoạt động kín đáo và cẩn trọng hơn. Và dù cái đầu có bị đập thì các xúc tu vẫn cử động và móc ra cái đầu mới.